Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Linh Tâm tin thật là Võ Văn Tâm, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1962, 60 tuổi ở An Giang, là con nuôi của nghệ sĩ cải lương Ánh Loan. Linh Tâm ban đầu có nghệ danh là Phương Tâm của nghệ sĩ Ánh Loan đặt, sau đó mới đổi thành Linh Tâm. Ông Bến duyên với âm nhạc từ năm 7 tuổi, lớn lên anh mời vào biểu diễn nhiều đoàn cải lương tính khác nhau. Sự nghiệp của nam nghệ sĩ gắn liền với các vai diễn phản diễn ác, các vở vai cải lương, Đêm Khuya, Tướng Cấp Bạch Thái Đường, Dựa Áo Bụi Đời. Nghệ sĩ Linh Tâm U60, hai đời vợ Súng Tha Hương 15 năm. 15 năm định cư ở hải ngoại, Linh Tâm đau đớn nỗi nhớ quê nhà. Nam nghệ sĩ cùng có tổ ấm mới tại Mỹ sau cuộc hôn nhân đổ vợ cùng vợ cũ nghệ sĩ Cẩm Thu. Nghệ sĩ Linh Tâm bật trở vì nước biểu diễn kết hợp tham gia từ đầu năm nay. Do dịch bệnh kéo dài, anh không thể trở về Mỹ đoàn tụ cùng vợ con. Hơn nữa, hai năm qua, anh chủ yếu quanh quẩn trong nhà và phụ con chăm cháu. Nhìn tuy vậy chứ sống an phận và không đua đòi, đời sống vật chất dù không dư thừa nhưng cũng không quá thiếu thốn. Cuộc sống này chỉ đủ bản thân ta thấy thay đổi. Có quốc tịch Mỹ từ lâu, Linh Tâm vẫn vài năm gần đây thường xuyên về Việt Nam tái ngộ khán giả. Nam nghệ sĩ vừa trải qua mùa giỗ tổ ngành sân khấu trong nước. Anh xúc động khi dịp hồi ngộ, hàn huyên cùng các anh em đồng nghiệp sau nhiều năm xa cách. Linh Tâm bận bệnh điều anh tiếc nuối nhất trong khoảng thời gian làm nghề xa khán giả, một khoảng thời gian quá lâu, 15 năm anh lựa chọn ở định cư tại Mỹ cùng gia đình, cuộc sống ổn định, nam nghệ sĩ hối tiếc. Khi quyết định xa quê hương, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi làm, phải phục vụ rộng rãi, khắp khán giả, mọi miền nghề. Nhưng khi tôi ngờ con đường đó lại khiến mình khổ lòng quay trở lại, giá như có thể làm lại, tôi chỉ hy vọng mình sẽ sống trọn vẹn đời nghệ thuật trên quê hương. Linh Tâm từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng nghệ sĩ Cẩm Thu, hai người đã quen nhau trong đoàn cải lương sông Hàn Đà Nẵng. Khi còn là những nghệ sĩ trẻ, nảy sinh tình cảm với các vở diễn, họ nhanh chóng kết hôn và có hai con, Linh Tâm và Linh Tý. Chung sống gần 30 năm, cuộc hôn nhân của Linh Tâm Cẩm Thu nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè, khán giả. Nhưng tưởng mộ tổ ấm của hai vướng bền khi định mệnh cuộc đời, những khúc quanh khiến họ đứt cánh giữa đường. Hai người ly hôn không phải mâu thuẫn hay hết yêu mà do nhiều nguyên nhân khác. Linh Tâm báo duyên nợ giữa anh và vợ cũ chỉ có được đoạn đường nên đành chấp nhận. Hai người ly hôn không phải mâu thuẫn hay hết yêu mà do nhiều nguyên nhân khác. Linh Tâm báo duyên giữa anh và vợ cũ chỉ được một đoạn đường nên đành chấp nhận. Khi chia tay, anh ra đi với đôi bàn tay trắng, số tiền tích góp nhiều năm qua anh để lại cho vợ cũ dùng nuôi con. Nam nghệ sĩ cũng mất thời gian dài để chữa lành vết thương lòng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại mỗi người đều có gia đình riêng, trong khi nghệ sĩ Cẩm Thu hạnh phúc bên chồng gia nhân, Linh Tâm cũng tìm được bến đầu nhỏ của riêng mình. Anh gặp gỡ và kết hôn cùng vợ người vợ Việt kiều miền Tây tại Mỹ, tìm được chỗ bến nơi đất khách quê người, cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định xây dựng gia đình cùng nhau. Chúng tôi đến với nhau, chí hai đều mong muốn một mái ấm. Hai con lớn của tôi cũng biết rằng thương hai em gái ở Mỹ. Thế tôi hạnh phúc vì chúng hòa thuận với nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.